Cách bổ sung vitamin D tốt nhất cho trẻ. Cách tốt nhất để có đủ vitamin D là thông qua chế độ ăn uống và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Dù nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D không phong phú, nhưng nếu chú ý lựa chọn và biết cách ăn uống sẽ tối đa được khả năng hấp thụ vitamin D cho trẻ. 1. Vai trò của vitamin D đối với sức khỏe của trẻ. Vitamin D là vi chất dinh dưỡng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển của trẻ, giúp hình thành xương chắc khỏe và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu này ngày càng phổ biến ở trẻ em, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ. Thiếu vitamin D sẽ gây giảm hấp thụ canxi, hậu quả làm giảm canxi trong máu, khiến trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng. 2. Chế độ ăn giúp phòng ngừa thiếu hụt vitamin D. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ có dấu hiệu thiếu vitamin D, như trẻ hay quấy khóc về đêm, đổ mồ hôi trộm, chậm mọc răng, chậm phát triển chiều cao, biếng ăn, dễ mắc bệnh, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám bác sĩ để được tư vấn và uống vitamin D bổ sung liều lượng. Không tùy tiện cho trẻ uống vitamin D để tránh nguy cơ thừa vitamin D có thể ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Cách tốt nhất để có đủ vitamin D là thông qua chế độ ăn uống và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu chỉ ăn các loại thực phẩm tự nhiên và tắm nắng thì không có nguy cơ thừa vitamin D. Mặc dù nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D không phong phú, nhưng nếu chú ý lựa chọn và biết cách ăn uống sẽ tối đa được khả năng hấp thụ vitamin D cho trẻ. 3. Danh sách một số thực phẩm giàu vitamin D tốt cho trẻ. Cá thu, cá hồi, cá bơn là những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều protein, axit béo omega 3 và vi chất dinh dưỡng với lượng calo thấp, rất tốt cho trẻ.